Vậy thì duyên là liên quan đến con người. Chúng ta thay đổi nhận thức nội tâm về con người thì chúng ta sẽ có cái đầu tiên là mình kích duyên lành. Hôm nay chúng ta làm với nhau cái tam giác này thôi. Chúng ta kích cái duyên lành lên. Sau khi kích duyên lành thì chúng ta sẽ tạo ra một cái duyên lành đến. Đầu tiên là mình kích cái duyên lành lên. Và để kích duyên lành thì chúng ta áp dụng, ngày hôm nay mình cũng học luôn, là 7 bố thí. Khi mình áp dụng được 7 bố thí này thì chúng ta sẽ kích hoạt duyên lành lên. Bởi vì xung quanh chúng ta ai cũng bị chúng ta thu hút hết. Bởi vì đây là cái 7 cái cách chúng ta trao giá trị đơn giản để thu hút bất kỳ ai, nếu các anh chị thực hành nó được mỗi ngày. Sau khi kích duyên lành, duyên lành đến là lúc đó chúng ta thay đổi cái nhận thức nội tâm về con người. Nội tâm. Thay đổi nhận thức nội tâm về con người, đúng không? Nhắc tới con người, chúng ta hình thành cái gì? Nghĩ tới con người, chúng ta có cái gì, đúng không? Nhận thức nội tâm về con người khác đi sẽ tạo ra một cái duyên lành đến. Bởi vì các anh chị nhìn trong một bể người như này, nhưng chúng ta nhận thức nội tâm về con người sai, nhân tài một đống như thế, nhưng chúng ta chỉ thấy họ là những người vứt đi, đúng không? Nhưng thay đổi nhận thức nội tâm về con người, gặp một ông ăn mày cũng thấy được, ồ, một siêu nhân tài. Bởi vì đâu có biết được hôm nay họ là người ăn mày, nhưng 3 năm nữa, 7 năm nữa họ là ai đâu, không biết được anh chị. Nên nhận thức nội tâm về con người. Hả? Để đây đi, nhìn cho nó chéo chéo. Rồi, kích duyên lành. Sau khi kích duyên lành xong thì chúng ta sẽ xây dựng cái tiếp theo là tạo ra một cái duyên lành lâu dài. Để tạo ra một cái duyên lành lâu dài này thì chúng ta sẽ kiện toàn nhân cách. Một con người có nhân cách kiện toàn sẽ làm cho cái duyên lành đó ở lại với chúng ta lâu dài. Và từ đó chúng ta lại tiếp tục kích duyên lành. Đây là cách, một cái bí mật đơn giản trong việc vận hành hệ thống hiện tại của các anh chị. Nên nếu như hệ thống chúng ta mãi vẫn có nhiều đó người không thay đổi được là bởi vì chúng ta chưa biết áp dụng 7 bố thí này. 7 bố thí này là gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nó, đúng không ạ? Sau đó chưa thay đổi được nhận thức nội tâm về con người nên dữ liệu thông tin bên trong của chúng ta về con người nó đang kém quá. Chúng ta nghĩ là con người bây giờ họ chỉ muốn thôi, không giúp cho họ kiếm tiền được, họ không ở với chúng ta. Thì nhận thức của chúng ta như vậy, thì nếu như giai đoạn này kinh tế khó khăn như thế này, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đào tạo cho họ phương pháp kiếm tiền không? Chỉ đào tạo phương pháp kiếm tiền không mà họ không thể đi kiếm tiền được thì chắc chắn họ rời mình đi rồi. Nhưng nếu mình thay đổi nhận thức nội tâm về con người, không phải tôi chỉ cho họ có tiền mà tôi giúp cho họ giàu toàn diện, thì bắt đầu nó khác à? Hello. Thì cái nhận thức nó khác đi, đúng không? Thì từ đó chúng ta bắt đầu kiện toàn nhân cách. Kiện toàn nhân cách là giàu nhân cách hồi nãy đó. Một người mang lại cho người khác cảm nhận được ở mình, đó là sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, yêu thương, chân thật, khiêm tốn, trân trọng biết ơn, bao dung. Thì lúc đó chúng ta sẽ giữ cái duyên lành này nó bền vững. Một con người đến với các anh chị, đến rồi đó, nhưng làm thế nào để họ ở lại với mình bền vững? Thì chúng ta phải là một con người có nhân cách kiện toàn. Kiện toàn nhân cách mỗi ngày. Hello. Đúng không ạ? Nên nó xoay quanh ba cái trục này để chúng ta làm về cái duyên. Duyên lành nó thành thành. Ok không ạ? Vì vậy, một lãnh đạo truyền cảm hứng đơn giản như vậy thôi các anh chị. Thay đổi nhận thức nội tâm của mình và thay đổi nhận thức nội tâm của những người xung quanh chúng ta. Từ đó, chúng ta tạo ra một cái môi trường lý tưởng, một môi trường mà người khác thích ở gần. Vậy các anh chị lãnh đạo của MB1 ngày hôm nay, các anh chị đang ngồi đây không phải chỉ học cho mình đâu các anh chị. Các anh chị đang là những cánh chim đầu đàn tiên phong cho một lộ trình mới. Nếu thực sự các anh chị thay đổi, các anh chị chuyển hóa, các anh chị đơn giản để xây dựng một hệ thống bền vững, các anh chị thấu suốt được rằng tôi tới đây không phải chỉ kinh doanh kiếm tiền, cái đó là cái chắc chắn tôi bắt đầu, nhưng sau đó
ít nhất tôi phải nghĩ tới tôi giúp cho nhiều người cũng kinh doanh và kiếm tiền được thì mới bắt đầu xây dựng hệ thống. Nếu như Yến cho được cái tư tưởng này thì những người đang bán lẻ họ mới phát triển lên sỉ được. Nếu họ chỉ nghĩ tư tưởng tôi tới đây chỉ kiếm tiền thôi thì bán lẻ chắc chắn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng nếu cho họ cái tư duy bạn kiếm được tiền rồi đó, nhưng cái thứ mà bạn tích tạo công đức phước đức trong cuộc đời này là giúp cho người khác kiếm tiền và có cuộc sống tốt hơn giống bạn, thì họ mới bắt đầu xây dựng hệ thống, đúng không? Chứ mình cứ ép họ đi xây dựng hệ thống nhưng họ không có lý do, không có cái hạt mầm bên trong của người mình là giúp cho người khác làm được giống mình, thì làm sao mà họ làm? Mình không phải là họ không có nhu cầu, mà mình chưa biết kích hoạt nhu cầu của họ. Không ai không có nhu cầu hết. Ghi đóng khung cái câu đó vào các anh chị. Chỉ là chúng ta chưa biết quảng bá để nhu cầu của họ xuất hiện thôi. Không ai không có nhu cầu. Bất kỳ điều gì đang tồn tại trên thế giới này, chắc chắn con người đều có nhu cầu. Chỉ là nhu cầu đó là nhu cầu hiện, là họ cần ngay, hay nhu cầu đó là nhu cầu ẩn, là cần phải được kích hoạt. Ai cũng có nhu cầu hết á. Nên xây dựng hệ thống, nếu các anh chị nhận thức một điều rằng tất cả mọi người đều có khả năng và khao khát muốn sở hữu và xây dựng một hệ thống, thì lúc đó các anh chị thấy mọi thứ nó easy hơn rất nhiều, đúng không? Gặp ai mình cũng có thể cho họ cái tư tưởng đó hết. Nhưng bây giờ bên trong các anh chị đang còn đóng mà. Cái hình của các anh chị là hồi cái đội đó chỉ thích đi bán lẻ thôi, cái đội đấy không có kiến thức, cái đội đấy lười học lắm. Cái nhận thức của các anh chị như thế làm sao mà chúng ta kiên trì với họ được. Còn bây giờ mình thay đổi nhận thức một cái, mình chuyển à. Hello. Nên lãnh đạo truyền cảm hứng là chúng ta phải tự thay đổi nhận thức của mình. Nếu có bất kỳ cái giới hạn và rào cản nào, quay lại và nói nó là giới hạn nhận thức của tôi thôi. Nếu không làm được, nó là giới hạn nhận thức của tôi thôi, không phải của người ta. Tất cả nó đến từ tôi hết. Mọi thứ xuất phát từ các anh chị ra hết. Tôi là cội nguồn của tất cả mọi thứ. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Công thức cội nguồn cuộc sống ngày hôm qua, đúng không ạ? Tất cả kết quả là do các anh chị chọn hết mà. Các anh chị chọn lựa để tạo ra kết quả, nên tất cả là do các anh chị. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Nhưng thêm một câu thứ sau là không, nhưng không phải lỗi do tôi. Không phải lỗi do tôi là bởi vì nó còn liên quan đến tổng nghiệp nữa. Tất cả hành trình của các anh chị đã được sắp xếp rồi. Nó không phải lỗi của các anh chị đâu. Trải qua cái gì, mất mát cái gì, hưởng cái gì, nó đã được sắp xếp hết rồi. Đó là sự thật. Còn tin tới đâu thì chúng ta nhận kết quả tới đấy ha. Rồi, ok. Nhận thức nội tâm về con người như thế nào? Bây giờ bắt cặp thành một cặp ba người giúp cưng đi. Một cặp ba người. Đứng dậy nào, đứng dậy. Gặp ba người chưa nói chuyện và chia sẻ cái nhận thức của mình về con người á. Khi nhắc về con người, các anh chị nghĩ tới điều gì? Con người làm ra điều gì, mang lại điều gì cho các anh chị? Rồi, đứng lên, come on. Lãnh đạo truyền cảm hứng mà phải thay đổi cái trạng thái cơ thể thường xuyên nhé. Được không? Rồi, nhận thức nội tâm về con người. Ba người. Cảm ơn chuyên gia.